vì người đã làm tôi thất tình và làm hại bạn tôi. Tới tôi. Ê, dám ăn. Liên, trời đất ơi, cảm xúc em vậy thôi hả? Để em đảo Hồ Chí Minh luôn nhá. Thôi, mắt công mi đã lại lắm em. Để lên Vân à. Wow, chắc chị My hả già rồi đó. Anh Gấu, còn anh đó, lên. Come on bro. Bro không ghét bà Vân luôn. Ủa, chứ anh không ghét mấy cái camera này luôn hả? Nó làm anh té đó. Giờ fan không đạp đúng không? Tôi đạp. Hả già em lắm. Mày đập nát ra hết cho em. Hai em biết đứa. Oh, sếp. Sếp. Tháo hết mấy cái cam xuống chưa? Dạ, tháo rồi sếp. Gấu tháo mà té gãy chân luôn mà. Thấy thương không? Nặng dữ không? Không sao thì tốt. Lát nữa đem mấy cái cam á vô phòng chị đem đi thanh lý. Hả? Hả gì? Ủa? Trời ơi em ơi, chị mua đồ tiền triệu mà cứng. Đỡ được đồng nào hay đồng đó. Rồi làm gì quăng rác giữa văn phòng vậy? Chị, cái này là băng ghi hình. Băng ghi hình tụi em đem đi tiêu hủy nó. Tiêu hủy nó thôi. Dạ. Băng ghi hình camera tụi em đem đi tiêu hủy. Đã cái nư dễ sợ. Thời buổi nào xài băng ghi hình. Ngu dễ sợ ngu. Nhìn thấy ghê thiệt á. Ủa? Mà sao bữa nay chị My nghỉ làm vậy ta? Thôi, làm việc với mấy đứa. Hai mình đưa anh Gấu đi bệnh viện nhỉ?